Ngày 10 tháng 6 tại Quảng Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung Tây Nguyên vào dự thảo đề án. Phát biểu tại hội nghị, theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhiều ý kiến đóng góp liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện tinh thần cách mạng, nguyện vọng thiết tha được đóng góp vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân miền Trung Tây Nguyên. Bên cạnh đó, các ý kiến đề cập một số vấn đề như khắc phục tình trạng cấp ủy bao biện, làm thay công việc nhà nước, phân cấp phân quyền cho địa phương, sắp xếp đơn vị hành chính. Nhấn mạnh những giá trị tiến bộ của nhà nước pháp quyền đã được thừa nhận rộng rãi và mang lại thành công cho nhiều quốc gia trên thế giới, Chủ tịch nước nêu rõ, những thành công trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian qua, nhất là văn kiện Đại hội 13 của Đảng khẳng định, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. Về quan điểm chỉ đạo, Chủ tịch nước khẳng định, chúng ta nhất quán quan điểm chỉ đạo của Trung ương, toàn bộ quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy những thành tựu và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh Việt Nam, nhằm giữ vững ổn định chính trị, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bảo đảm ngày càng tốt hơn dân chủ xã hội chủ nghĩa.